Minasan konnichiwa, Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngữ pháp N4 của trường Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học cấu trúc ngữ pháp, đó là động từ chia về thể futsuke cộng với undes hoặc no des, và tính từ na và danh từ thì chúng ta sẽ đi với nan des, và ý nghĩa của nó là nhấn mạnh vào điều muốn nói, muốn hỏi dùng trong văn nói nhiều. Và cách dùng của nó là dùng để hỏi sự tình, phỏng đoán hay trình bày lý do giải thích. Và trong hội thoại thì thường dùng là undes hơn là no des. Và trong câu hỏi thì chúng ta sẽ là undes ka. Và chúng ta cùng nhau vào ví dụ đầu tiên nhé. Hay, đây là một người chị gái và nhìn thấy em gái mình hay mua đồ trên internet và muốn xác nhận là gì? Phỏng đoán và xác nhận là à, cái đồ này em cũng mua trên internet phải không? Thì cô chị mới nói câu là gì? À, nene kore mo internet to de kattan desu ka? Hay động từ chia về thể futsuke cộng undes ka nhé. Hay, này, cái này cũng mua trên internet phải không? Đúng không ạ? Giờ dùng để xác nhận. Còn đối với người nói muốn biết thông tin thì là chúng ta có câu gì đây? À, cô gái này khen sao? Nihongo ga juzu desu ne, doko de denko shitan desu ka? Tiếng Nhật của bạn giỏi quá, bạn đã học ở đâu vậy? Bạn nam trả lời là à, đúng rồi, Nhật ngữ Hoa Sen. Hay, Hoa Sen ga koko de Nihongo ga denko shitan desu. Hay, còn đối với trường hợp là giải thích nguyên nhân lý do thì chúng ta có câu ví dụ sau đây. Doushite okuretan desu ka? Ông này hỏi là à, vì sao đến muộn vậy? Vậy thì anh này muốn giải thích rằng là gì? À, xe đạp của tôi bị hư thì anh sẽ nói thế nào đây? Zitensha ga kowaretan desu. À, xe đạp của tôi bị hư. Này, còn đối với trường hợp là giải thích về tình trạng hay trạng thái nào đó thì chúng ta có ví dụ là à, cái bé trai nhìn thấy bé gái đang ôm mặt không biết là bị sao thì bé trai mới hỏi là gì? Doushitan desu ka? Chị bị làm sao vậy? Chotto hagaitai desu. Tôi bị đau răng một chút. Hay, còn đối với undes mà chúng ta chuyển về no des thì chúng ta có câu hỏi. Hay, khi no đứng ở cuối câu thì đọc lên giọng và biến nó thành câu hỏi. Trước no là một động từ tính từ danh từ chia về thể thông thường. Và đối với cái bức tranh lúc nãy chúng ta có ví dụ là gì đây? À, doushitan desu ka? À, là chị bị làm sao vậy? Thì giờ chúng ta chia về thể ngắn hỏi sau đây. Hay, doushitan no? À, doushitan no? Chúng ta lên giọng ở cuối câu nhé, nó sẽ thành câu hỏi. Còn đối với cái à, ví dụ này thì sao ạ? Doushite okuretan desu ka? Vì sao bị muộn vậy? Thì chúng ta chia về hay doushite okuretan no, doushite okuretan no. Và các bạn lưu ý rằng cái đây thì chúng ta chỉ sử dụng với à, vai vế thân mật và người trên nói dưới, người dưới thôi nhé. Hay, và qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cấu trúc ngữ pháp undes và no des rồi phải không ạ? À, minasan sayonara, mata kondo yoroshiku onegai shimasu.